hôm nào anh còn đi đi lăng lên hắn, mà ngày hôm nay anh lại đi chuyến quay, nhớ chuyến quay đốn 10 ly đi với bồ săn nồi, 1, 2, 3 đa số đã lên đầu, lên sửa xe của anh lấy lưng danh tiền, mà ngày hôm nay lại thua để chiếc bo, thì nó thua xu xì bo nhưng nó ăn quay tàu, anh đặt tên cho nó là quay tàu lao. Nhiều đêm qua là anh có tên, từ quận tư sang quận năm anh về lại nhà bè, rồi hôm nay anh chạy xe anh gặp thằng hình sự chạy theo anh rồi đòi gì anh. Trà số lên ga anh nàng mà đùng đùng, gặp chú công an anh chạy mà như khùng, nhưng tới khi ngàn tư lùi vô xe bún riêu, trời ơi xe của anh trong trắng ba chân anh rồi. Chuyện tình tôi giờ đây tàn như điếu thuốc lá, chỉ mong hơi kéo sẽ tan thành mây khói, cho tới hai hôm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim tôi như tan nát. Ngày người lên xe qua cũng là lúc đó đám cưới, cũng là lúc đó anh chạy quay tàu tới, anh móng hai con dao canh lúng em đông phòng, là lúc đó mau xe chạy thành dòng, người ta đã alo và hình sự đã kéo tới, rồi hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ. Tôi móng đa nắm chai nhét vô tay hình sự, mà nào ngờ đâu nó không có chịu nhận. Trước phiên tòa nghe từng lời của tòa kêu an, là chàng hào nam là tên mà của ai, mới không nghe qua là tên của tôi đây mà. Tôi mới đăng với chú tỏ rằng cái tên Trần Hào Nam không phải là ai cũng có, mà chàng hào nam là tên mà của tôi. Tôi xếp băng hồng hưng ở trong vũ trường, và đàn em tôi tới 8-900 thằng, mới hôm nào bằng hồng tư lấy lần danh tiền, mà ngày hôm nay lời tuôn máu rơi. Tôi có săn con đồng xanh quay đôi tung hoành, mà ngày hôm nay phải sống kiếp ngục tù, kiếp quay hùng tôi một thời đâm chém, mà ngày hôm nay lại đi tới 8 năm. Tôi thép lên phiên tòa ơi, ông sống không công bằng, và quay lưng đưa tay cái chịu cần. Chiếc xe tù đang từ từ lăn bánh, cho tôi đi về nơi mà rất xa. Khi tới nơi xe dừng chân, tôi mới hay nơi này là Hàm Tân ở trên cái quần nhà. Ngày yêu anh Long Cường